Hành trình mình khám phá hôm nay, mình sẽ bắt đầu từ xã Mỹ Thạnh Đông của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Từ đây thì mình sẽ chạy vòng vòng những cái cung đường làng quê, vùng sâu, coi như là kiểu mình vào trong con đường sâu quắc luôn á cả nhà. Xem những cái hàng dừa xanh nè, những bụi chuối ven đường, những ao sen và những nơi tưởng chừng như chưa có người đặt chân đến. Buồn ơi là buồn luôn đó. Còn đường đi không chị? Đi thẳng luôn á. Quẹo qua được không? Cầu mù u. Tên nó nghe buồn não nuột. Trời đất ơi, cái sân bóng chuyền bằng cát, bằng đất ở dưới quê. Anh phía trước này anh chở gì anh đi bán dạo. Ôi ơi, một rừng hoa mua tím đỡ, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Đẹp quá. Chùa Linh Châu vào 1000m, cắt bóc nam nhận đào tạo học viên. Con đường này mình từ một cái hướng đường lớn đó, mình nhìn vào thấy khá là đẹp. Nổi bật là cái bản cổng xã Mỹ Thạnh Đông, ấp văn hóa nông thôn mới nè cả nhà. Một bên là đồng lúa xanh ngát ha. Nhà cửa bà con mình nơi đây đẹp đẹp không? Nhìn vào lại muốn chạy vào luôn. Hy vọng đây là con đường đẹp để cho cả nhà mình khám phá xem trong cái clip này nha. Mình chạy vào trong sâu để xem như thế nào. Một quán cà phê võng mái lá. Mái lá này trưa mình nghỉ trưa nó mát lắm. Ơi cây trúc hay gì ấy. Cây này trồng cũng đẹp quá ta. Nhìn có một bụi nó y như là bonsai tròn quay. Nhìn từ ở phía bên ngoài đường mình nhìn vào trong đẹp quá ha. Nhà này xây theo phong cách gì mà mái ngói vậy ta? Có dấu chữ thập nữa. Trạm y tế xã Mỹ Thạnh Đông. Mấy con bò nó ăn cỏ kìa. Buổi trưa nó không sợ đen hay sao? Bò mà nó đứng chàng chàng nó không sợ nóng luôn á cả nhà. Tuyến đường nhựa này là tuyến đường nông thôn ở xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ. Đường xá đẹp quá. Nhà ở đây nó, em thấy nó tương đối nó đẹp đẹp á. Bán tạp hóa nè, bán cà phê võng nè, đủ loại hết. Nếu mà mình quẹo vào ở bên trong của những cái con đường nhỏ nhỏ ở đây là ruộng đồng á, thấy được cảnh ruộng đồng ở nơi này á. Ban ngày mà có những con ếch mà nó kêu như con nhái bầu á đó. Ông này ông làm cái gì trong đây ta? Ông làm cỏ. Trưa nắng tràn tràn mà ông đứng ngoài ông làm cỏ. Thấy khổ quá. Đường này nó sáng nó đẹp quá. Bông hoa người ta cũng trồng ở trước cửa nhà nhiều lắm cả nhà. Mấy cái bụi bông trang nó đỏ rực. Cái cây này nó tuy nó đơn giản á, hoa cả nhà, mà nó đẹp lắm, bông nó li ti nó màu vàng. Ở phía bên đồng này người ta trồng rau gì á ta? Rau cải gì ở đây nè. Người nông dân mình nhiều lắm luôn á.
À, thấy rồi, một cái vườn đậu bắp bông hoa màu vàng. Đậu bắp này cũng chuẩn bị thu hoạch nè, có trái. Ở bên đây là một cái ruộng rẫy gì lớn lắm, không biết người ta trồng gì, cái loại rau màu gì á. Thấy bà con nông dân mình ở trong nhiều lắm nha. Phân trộn ở phía cái này người ta, này người ta dùng phân trộn, người ta làm vườn. Đường nhỏ mà thấy nó thơ mộng lắm á cả nhà. Đường đẹp, đường đan. Cái quán cà phê với hai cái gốc cây coi như là cây trúc á, cây tre gì đó, mát lắm. Đây là xã Mỹ Thạnh Đông của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Hiện tại thì mình đang đi trên một cái tuyến đường nhỏ, đường quê ở phía trong. Ở phía ngoài là một cái tuyến đường lớn, có ngôi chợ Mỹ Thạnh Đông ở phía ngoài nữa đó cả nhà. Cây dừa gì mà lùng mà hoài dữ thần. Trong này cũng có bán quán ăn sáng phục vụ nữa. Tiệm spa. Đường quê mà trồng những cái cây khoai mì nhìn đẹp lắm. Nó dân dã với cây đậu bắp đó cả nhà. Vừa trồng trước nhà nó mát mà vừa mình thấy nó có vẻ thôn quê hơn. Ngoài kia cái anh đi mua đồ, anh rau, cái gì anh cũng mua hết. Trời đất ơi, cái sân bóng chuyền bằng cát, bằng đất ở dưới quê. Ê, trồng nguyên cái hàng cây này đẹp quá ha. Đẹp thiệt chứ. Đường này bông hoa không à. Chạy đường này thích lắm luôn. Cái cây mà bông trái gì lên á, nó nhìn nó ngộ ngộ lắm ta. Ôi, em mới thấy luôn á. Nhà dưới quê chưa tô đó cả nhà. Thường thấy ý, tới phía trước không biết hết đường chưa. Trời ơi, phơi phân bò mà trước cửa nhà nó hôi rùm chịu gì nổi. Vẫn chạy được, vẫn chạy được. Hồi nãy mình thấy ngay khúc cua này, tưởng đâu hết đường. Nhiều cái cây bông nó màu đỏ nó đẹp lắm. Trời ơi, con bò nó núp lùm nhìn hết hồn, tưởng đâu ai chứ, nó sợ đen kìa cả nhà. Hai con nó núp trong hai cái lùm, giờ nắng quá chịu không nổi gì. Phía trước là một dãy nhà mà có những cái hàng dừa đẹp quá, hàng dừa cao. Dừa này ngày xưa không, căn nhà mà có cây dừa vậy nhìn đã không, không ăn trái cũng được nữa. Ngắm cảnh, câu lạc bộ hát với nhau, Triển Chinh,
Đường này đi nó mát, nó sạch, nó cũng đẹp đó. Hoa cỏ, ngắm cầu đất, một cái cầu bắc qua cái tuyến lớn ở ngoài kia. Phía trước là cái chuồng bò chính hiệu luôn, hai lu nước dự trữ 4-5 con bò. Giãn lòng đọt à. Chiều chiều mát mát á, lụm cái rổ ra đây bứt nắm về luộc ăn. Với lại bẻ đọt hơi mì ở đây có sẵn. Món ăn dân dã không, ăn không phân không thuốc. Cái nhà này cất không có ấy, để đất trống ở phía ngoài. Chủ yếu cái nhà ở đẹp quá ha. Trời ơi phèn nặng luôn cái nhà ơi. Nó dần khè ha. Ở dưới nước á. Phèn cửa này con gì sống nổi ta. Thấy có trồng lượng lúa không à. Hồi tới đây nó có một cái dòng cua nè. Mà không biết có chạy được nữa hay không. Tàu hay là ghe gì nó đậu dưới đây. Nó chở lá đó cả nhà. Nếu mà còn đường thì cứ chạy vào trong sâu để tìm hiểu ở khu vực Đức Huệ ngày nay. Hoa mua tím nở bên đường đẹp quá. Em nghĩ là cái này hơi bị phiêu rồi đó. Tới đường đất không nè. Cái này cũng như là một cái con đường D ở dưới quê. Thấy trồng phương diệp với lại cây tràm giống của ở bên Đức Hòa quá. Hao hao những con đường như vậy á. Rồi mình chạy men theo cái con sông cả nhà. Nè, con sông xanh lè ha. Xanh trong luôn, xanh cái kiểu mà mình mới vừa sắn đất rất sâu ở dưới cái màu nước nó vậy. Gọi là xanh thẳm. Tuốt luốt con chỉnh. Đường này vẫn có xe chạy, xe di chuyển. Đất ở trong đây mình thấy đất cằn cỗi quá. Xa xa có căn nhà đó nè. Ở đây có đường di điện đi đàng hoàng luôn á. Mình đang chạy vào trong một cái khu đồng, khu sâu ở Đức Huệ. Mấy cái đường này là coi như là mình đi khám phá về vùng quê ở Đức Huệ đó cả nhà. Không còn ở ngoài cái cảnh mà nhộn nhịp ngoài chợ nữa. Dây tơ hồng mà nó bò trên những cây tràm, cây đước. Ở dưới nước mà nó trong xanh đến nỗi mà mình nhìn dưới đáy mình thấy luôn. Rau trọi quá trời ha, khu này. Mấy rau này nó bò lên thân cây, nó sống. Đẹp lắm. Ai mà không tin á, nếu mà trồng được cây này ở nhà hoặc là những cái quán á cả nhà. Cái quán mà kiểu mà sân vườn đó, đó cho leo những dây này nè. Em bao đẹp luôn, bao thiên nhiên. Ai cũng thích á. Y như là mình ngồi mình uống cà phê mình nhìn thấy cảnh thiên nhiên trước mặt mình vậy. Ủa ao sen kìa. Sen nó mọc. Hoa mua tím. Bông trái quá trừng quá đất. Hoa mua tím đẹp quá. Nhìn màu nó thấy nó thoải mái.
mình đang đi vào trong một cái khu mà sen không, kênh rạch. Nó mà chịu phát triển thôi, nó lan ra nhanh lắm. Có một cái bông sen nó cặp mé nữa nè. Cảnh quê cả nhà, nhìn đẹp ha, nhìn cảm thấy thoải mái lắm. Cây tràm, cây đước. Ở đây đường D hay là đường nhà ta mà ta cũng trồng những cây xoài, cây dừa hai bên đường. Đi thẳng luôn á. Quẹo qua được ha. Chợ bên đây, còn bên đây mình quẹo qua đâu? À, mình có đi ra đường lớn nào được không? Dạ, dạ, dạ được. Cảm ơn chị nha. Ôi ơi, một rừng hoa mua tím nở, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Đẹp quá. Mọc dại ven bên đường. Tuốt trong đây mà cũng có nhà nuôi bò nữa nè. Mình đi trong những tuyến đường làng quê đó, nếu mà mình thấy con đường mà còn cái dấu bánh xe lăn thì mình cứ chạy. Sợ là đường cỏ không, không ai thì mình mới đường cục, đường bít rồi. Đường này đẹp, ngắm cảnh thiên nhiên. Có điều nó hơi heo hút. Phải nói là lần đầu tiên em gan thì chứ. Em qua bên một xứ sở của huyện Đức Huệ mà đi vào sâu như thế này luôn. Đúng là vẻ đẹp thiên nhiên nó làm mình có cái động lực ấy cả nhà. Còn nếu mà mình nói chung là mình đi những cái con đường mà sâu mà lạ lạ đó, nhiều cái chuyện phát sinh lắm, nhất là xe cộ, lỡ trục trặc cái gì là cũng hơi bị mệt á, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Qua được cái tuyến đường khác nè, để coi cầu này cầu gì đây. Cầu đường ranh. Đường ranh gì trời. Không lẽ là ranh biên giới. Tràm Đước không ha. Qua con đường này là phẻ đó. Nãy giờ mình đi vòng 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 ở trong đây. Trong sâu ở phía trong. Đây đúng là vô một nơi mà không có bóng người. Heo hút lắm. Đi nãy giờ mới thấy được cái vườn chanh. Khu bên Đức Huệ này người ta trồng chanh cũng nhiều lắm. Cặp theo cái tuyến đường lớn đó, mình nhìn xuống mình thấy vài vườn nữa cả nhà. Ở trong đây cũng có. Máy bơm, máy gì quá trời ha. Thanh bình, yên tĩnh ở nơi đây. Nhà cửa thưa. Người dân thì ít di chuyển lắm. Con đường phía trước này xe chạy đông nè. Không biết đi ra đâu. Chạy thử xuống đây xem.
Ôi, con rừng này đẹp nè cả nhà. Bò giữa những cái đám mạ nâu. Mấy căn nhà này khang trang ghê ha. Qua đường này là thấy có sức sống liền. Đường nhựa nó sạch sẽ, mình đi mình đỡ sợ, nhất là đi những cái khu lạ. Còn cỏ mọc á, mà nó kèm theo là con đường đất nữa. Có như mấy con đường phía trước này vào trong khu tổng khu sâu. Ở đây có con đường quanh quanh uốn lượn đẹp quá. Mà mùa này em thấy nó cũng như ở bên nước ngoài đó, nó chớm lên chắc 2 gang tay cả nhà. Khu trong đồng ở Đức Huệ. Không có quán nước gì hết. Nè vườn chanh. Mấy cái chanh này tròn tròn, không biết giống chanh gì đó. Trồng như vậy là có quy lợi, có thu nhập cho bà con mình sinh sống, cũng như là vườn tược nhiều ở đây rồi ha. Nếu mà mình có vườn nhiều mà mình trồng, có thu nhập, khỏi đi làm xa. Đó là đời sống của bà con mình. Anh phía trước này anh chở gì anh đi bán dạo. Đậu bắp ở bên đây nguyên vườn tốt luôn. Tính ra mình về già đó, đứng tuổi đó, mình chở những cái món hàng mà mình đi dạo trong những cái đường thôn quê mình bán, thấy nó đã lắm. Trời, quán này làm cái gì vậy? Giống quán cà phê quá ta. Nãy giờ thấy 2-3 cái quán như vậy. Bà con mình nhìn quá trời nhìn. Thấy cái cam á, cam quay. Theo nãy giờ em chạy mà vòng vòng á, là em đón cái con đường này ra lại cái con đường lớn ở phía ngoài cầu Mù U. Tên nó nghe buồn não nuột. Có đi đây đi đó mình mới biết được là ở quê mình đất còn rộng lắm. Bà con mình ở lưa thưa. Phần lớn là trong vùng sâu á cả nhà. Ít ai ở lắm. Ruộng đất ở đây nhiều. Bởi có một cái nghịch lý như thế này. Những người mà ở ngay trung tâm rồi đó, cũng như là ở Sài Gòn mà không nhà không cửa đó, họ chủ yếu ở trên đó để họ sống, họ mưu sinh, họ kiếm tiền dễ dàng. Chứ mà bây giờ cho họ miếng đất hoặc là mua bán rẻ gì đó, một miếng đất ở dưới quê, chưa chắc gì họ về đây họ ở để họ lập nghiệp, họ sinh sống như bà con mình ở dưới đây vậy đó. Không có quen cái cảnh đó, nhiều khi họ thấy họ buồn á. Thì kêu cái cảm nghĩ của em như là như vậy á cả nhà. Bán đất nhiều nơi ở vùng sâu, mình không mua được một miếng đất nhỏ ở thành thị nữa. Con đường đẹp như vậy mà cũng ít người di chuyển luôn.
nuôi bò, trồng rau, trồng lúa, trồng ruộng ở đây. Còn mọi chuyện nó đều êm ấm. Nè, cái nhà ở bên kênh, cái nhà mình thấy, thấy nhà tường không á, nhưng mà nó cũ kỹ, có vẻ nó xuống cấp. Chứ lại có những căn nhà mà rất lâu rồi nó cũng chưa có tô luôn. Quá xa. Đường này hoa này đẹp quá. Hoa màu đỏ trồng hai bên đường. Ra tới tiếng lớn ở phía trước rồi thì phải. Nghe cái bảng cổng này nó có để nè, để xã nào, ấp nào để mình biết được. Trời, dưới đây người ta nuôi cái gì? Ớt. Mô hình nuôi ớt ở dưới kênh. Nhìn nó lóc, ngóc đầu lên mình thấy. Đường này vui rồi ha. Rồi, như vậy là nãy giờ mình cũng đánh một cái vòng khá xa ở trong đồng, ở trong sâu hẻm hóc của ban đầu là mình đi là xã Mỹ Thạnh Đông của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ngày nay. Còn tới đây là xã Bình Hòa Bắc của huyện Đức Huệ. Thì cái video clip kỳ này gửi đến cả nhà cùng xem, cùng khám phá với em. Thì em xin tạm dừng. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, luôn bình an. Và xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh nha.